Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác ở trời là kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Hoa Viên Nghệ Trang Bình Dương quý cô chú anh chị. Thì đây là khách nước ngoài ha. Đây là một cái nơi chuẩn bị diễn ra đại lễ cầu siêu cầu an Tiết Thanh Minh 2024 quý cô chú anh chị. Con chào cô nha. Dạ. Ồ. Cô chú gia đình nước ngoài không ha? Đúng. Dạ. Hôm nay là có cái duyên lành quý cô chú anh chị ơi, để chia sẻ cho bà con cô bác trong cái ngày đại lễ cầu siêu ha. Thì đại lễ cầu siêu được diễn ra vào lúc 4 giờ chiều nay quý cô chú anh chị ở tại Linh Hoa Tại Đàn. Thì ở đây thì Duy Minh mời bà con cô bác hôm nay là có hình như là cô Sáu đồ bên gia đình. Hôm nay có gia đình của cô của chú Vũ Linh đến đó nè quý cô chú anh chị. Thì hồi sáng thì nghe là bác Thiền đã nói rồi. Có gia đình của chú Vũ Linh đến đây nữa. Thì trong đó thì Duy Minh nghĩ rằng sẽ có cô Sáu, rồi chú Bảy hoặc là cô Sáu là gì hả? Thì hôm nay thì hôm đoan thì anh cứ nghĩ thì hôm đoan đi qua bên kia đi show rồi diễn ở bên nút rồi. Đúng rồi. Còn nay giờ mình mời mấy bà con cô bác đi theo chân anh em mình coi đại lễ cầu siêu bên Hoa Viên người ta ta chuẩn bị những gì ha. Ồ, hoành tráng luôn quý cô chú anh chị. Ồ. Ở đây thì có gì à? Bánh rồi ha. Bánh có mì cốc, bánh mì cốc, trái cây đồ nè. Đồ mía. Hoành tráng lại luôn. Củ. Cháo với đường. Ồ, tuyệt vời ha. Còn kia là gạo muối kìa. Những cái này là gạo muối nè quý cô chú anh chị. Bây giờ là ở nơi đây thì bên Hoa Viên người ta chuẩn bị sẵn sàng hết rồi quý cô chú anh chị. Đó. Ồ, quá tuyệt rồi ha. Ồ. Tại vì mình review ha, cái cây đồ trang trí rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rất là hoành tráng. Ồ. Hết hồn trời. Hết hồn á. Đờn gì á, đờn đờn. Đây, quá trời hoành tráng luôn ha. Là ông Tiêu nè. Ông Tiêu. Em biết ý nghĩa của ông Tiêu này không? Không. Có bên phóng viên ở bên Hoa Viên người ta đang quay ha quý cô chú vậy. Đây là lợi review ha, những trái cây được bên nhân viên Hoa Viên người ta là chuẩn bị rất là chu đáo luôn quý cô chú anh chị. Đó, những trái cây rất là tươi ngon ha. Ai đợi ta giờ thử âm thanh hay sao á. Thì lễ được diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ha quý cô chú anh chị. 4 giờ chiều đến là 8 giờ mấy tối trong cái ngày hôm nay. Thì thường thường thì bên Hoa Viên người ta sẽ mời những khách mời có những người thân ở trong Hoa Viên này chôn cất ở nơi đây sẽ đến dự trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Trái cây rồi ha. Rất là hoành tráng nha quý cô chú anh chị. Chuẩn bị rất là tôm tác luôn. Thì hôm nay thì đến dự trong ngày hôm nay thì sẽ có những người thân của là chú Vũ Linh đến đây luôn quý cô chú anh chị. Và hai bên giống nhau vậy. Hai bên giống nhau. Và sẽ có những vị sư đến đây để tụng kinh để cầu siêu, cầu an trong cái ngày đại lễ này. Đó. Ồ, bên đây là cúng chay nha. Bên đây cúng chay bên mặn. Rồi mặn có chai có quý cô chú anh chị. Đây chắc người nhà đến tìm tên. Dạ con chào cô chú nha. Mình tìm tên những người thân mình trong đây ha, đúng không cô? Chỉ như khu nào là có để đây ha. Y415 nè quý cô chú anh chị. Y415 này Y3. Bên đây là Y12. Y2 hả? Y213. Y213. Y3.5. Ủa, cái này đọc là sao mới đúng ta? 12, 13.
phải coi trong đây. Y2, Y3. Y2, Y3 mới đúng. Cái này là Y1, Y2. Y1, Y2 là gia đình người nào mà có người thấy quen người nhà. YouTube lại gì quên. Dạ con Di Minh Vlog. À Di Minh. Rồi dạ. Mà ví dụ mà ai mà có ở Y1 nằm ở Phú Y á là lại cái biển này là mình kiểm tra có tên trong đây nè. Tên là mình còn ví dụ như mà ai có nằm có người nhà mà nằm ở được chôn cất ở khu Y4, Y5 thì sẽ tìm ở bên đây quý cô chú anh chị. Đó, người ta sẽ phân ra từ từ khung thường khung ha. Cậu này là Y6, Y7 ta. Y6, Y7 nè. Còn đó. Ở đây là Y8 nè, là F1, F2 này là dưới khu tre. Đúng rồi, đúng rồi. Giống như người ta để cái này để cho mình biết cái địa chỉ đó ha. Những người nào mà nằm ở đó. Ở trong đây thì người ta để chi tiết nè quý cô chú anh chị, ví dụ như F1.5 nè. Đó quý chú vậy. Trong đây là cũng có nè. Cái đây là để chi tiết. Đúng rồi nè. Chi tiết ra cho dễ tìm nè. Là khu rượu F đúng không? Nhưng mà anh không biết là ở trong F mấy? Em nằm F mấy? Ví dụ F1, F2, F3, F4 gì đó. Ta có để là ví dụ F1.9 nè. Đúng rồi. F1.11 nè. Ví dụ như mình có người thân ở F1.9 đi thì mình sẽ tìm ngay F1.9 sẽ có những tên. Đúng rồi. Đó. Thì đúng luôn hả? Thì kia nữa thì ta có để sẵn mà. Thì lên em nó đúng đúng không? Còn này là F nè. F3, F4, B1 là đúng rồi. B2 là B1, B2 là gần ngay chỗ cậu Năm á. Hỏi mấy anh em mình đi dài lên trên kia đi. Đây thì cũng mặn ha. Rồi mặn. Chắc cái bên kia chai quá. Có bên phóng viên, hoa viên. Chút xíu nữa là người ta có tấu lại người ta làm bằng chiếu vậy ta. Cái này là hình như là cái sẽ có là máy chiếu. Máy chiếu nè, hai bên. Người ta sẽ xem ở đây nè quý cô chú anh chị. Nó làm rất là hoành tráng nha. Không không vắng kìa. Dàn âm thanh thì người ta sẽ để ở đây. Đây là máy chiếu. Dàn âm thanh thấy bên đây thì ban tổ chức người ta có để hai cái thùng nước đá quý cô chú anh chị, khi bà con cô bác nào đến đây khát nước á người ta sẽ uống nước ở đây ha. Có để trực sẵn ở đây luôn. Hôm mà bà con cô bác theo chân Di Minh đến lên trên nè, cái nơi mà những vị sư chiều nay sẽ đến đây là cầu nguyện cầu an ha cho những linh hồn ở trong hao viên nghĩa trang Bình Dương này. Được đây là mấy anh chỉnh âm thanh ha. Hello anh. Đây là mấy anh cái dàn chỉnh âm thanh nè quý cô chú anh chị. Được che ở đây ha. Đó. Thôi mời bà con cô bác lên đây đi ha. Mình cũng quay theo giống hai bên đây là lúa nè, bắp nè, tượng trưng cho sự no ấm quý chú anh chị. Bắp lúa ha, đẹp quá nha, hai bên luôn nè quý cô chú anh chị. Hải nó bắt trước kìa, hai anh em mình bắt trước quay ha Hải. Cửa bên đây thì có mà gì cá gì đây vậy? Bắp có đâu quá rồi. Có rau, có trái hết luôn nè. Đây là hao viên người ta trồng luôn á em. Đúng rồi. Hao viên trồng luôn á. Đó. Hai bên thì có hai cá chép nó rồng nha quý cô chú anh chị. Đó. Ở trên thì có tứ linh Long Lăng Quy Phụng. Rất là quy mô luôn. Hai ông Long Lăng Quy Phụng rất là khủng luôn nè. Ở đây thì có cá chép quá rồng nè. Đó. Ở dưới thì có hồ, suối, sen đồ. Hai cái chép phá rồng. Còn bên kia là ông Lăng nha. Ông Quy thì ở trên kia. Đây có tứ linh Long Lăng Quy Phụng quý như vậy. Quá hoành tráng luôn ha. Mày nói gì? Thôi ông hết phòng mà không tình yêu là mày nói gì. Ở khách mời. Khách mời đặc mà, biệt. Đặc biệt á. Ta mới ngồi trên đây. Đúng rồi. Còn mà cái này ghế nha để quay xuống dưới. Rất là quy mô, phải nói là hoành tráng luôn quý cô chú anh chị. Anh Âu Già thấy sao? Quá lớn. Lớn lắm á, chiều nay là tổ chức, năm ngoái là kín người luôn á.
năm nay là dành cho các sư thầy, các sư thầy, đúng rồi, dành cho bên gia đình. Được. Đây là khách mời đó, nói chung là khách mời đặc biệt, có những cũng như là những người cán bộ trong trong hoa viên của quý cô chú anh chị. Còn đây là Phật mẹ Quan Âm nè, đó. Ở đây thì có những cái hoa sen của là Thụy ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nè, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nè, thị xã Bến Cát kính thưởng, kính tưởng niệm nè. Lãng hoa của bên ủy ban, theo quý cô chú anh chị. Không. Nam mô A Di Đà Phật, cho phép Di Minh quay các vị Phật ha. Nam mô. Trang trí rất là đẹp luôn heo quý cô chú anh chị. Bên này cũng khách mời nữa nè, gia đình với là bên những nhà sư á quý cô chú anh chị, người ta sẽ đến đây là dự rất là hoành tráng luôn nè. Phải nói là một cái lễ đại lễ cầu siêu rất là hoành tráng và rất là uy nghiêm nha quý cô chú anh chị. Thì hôm nay thì cũng có gia đình của hồi sáng khi mà hỏi bác thiền á, thì bác thiền cũng có chia sẻ quý cô chú anh chị, một số anh em đến hỏi kìa, bây giờ còn sớm quá mà người ta cũng đến lai gai đó quý cô chú anh chị đó. Thì bà con cô bác nào ở gần đây có thể xem qua video của Di Minh thì có thể là chiều nay 4 giờ có mặt ở tại hoa viên để tham dự cái buổi lễ đại lễ cầu siêu cầu an trong hoa viên nha. Thì Di Minh cũng xin chia sẻ cho bà con cô bác có điều gì sơ sức mong bà con cô bác cũng là lượng trình bỏ qua giùm. Đó, thì video đến đây thì Di Minh cũng xin kết thúc, chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem trên video của Di Minh được là nhiều sức khỏe nè, gia đạo gia đình được bình an, dạng sự như ý ha, làm ăn phát tài phát lộc. Bây giờ Di Minh xin kết thúc video tại đây ha. Đợi chiều nay bên gia đình của chú Linh lên là Di Minh sẽ ghi hình tiếp cho bà con cô bác xem ha. Bây giờ Di Minh xin chào bà con ạ.